Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, các chỉ tiêu về lao động, người có công và xã hội đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, trong năm 2023, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, phối hợp tốt với bảo hiểm xã hội, bảo đảm chế độ lao động tiền lương, trợ cấp, chính sách, phấn đấu lao động có việc làm sau đào tạo đạt 92%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, nhà ở cho hộ nghèo, cùng với phong trào đền ơn đáp nghĩa, không ngừng nâng cao đời sống của đối tượng gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bảo vệ trẻ em bình đẳng giới.